Mình là Trần Anh Tú, hiện nay mình đang là bác sĩ. Gia đình mình hiện nay thì đang có một cháu bé 5 tuổi, cháu trai. Bản thân mình làm khoa học, khi mình làm cái gì thì mình cũng đặt ra mục tiêu như là những cái phương pháp. Thế thì rõ ràng là hiện nay thì chúng ta có rất nhiều các phương pháp giáo dục. Tuy nhiên rằng là mình thì cũng bận mà không có nhiều thời gian cũng như là không muốn tốn kém nhiều chi phí. Ở lúc nào mình cũng đi tìm kiếm một cái giải pháp nào đấy cho bản thân. Ví dụ như là thực sự là mục tiêu của mình là muốn làm bạn với con chẳng hạn, thì mình cũng muốn là có thể hòa đồng được với nó. Race thì lại là một cái giải pháp mà mình cho rằng là nó tương đối là phù hợp với mình. Nhất là nó miễn phí này, mình đã không phải tốn kém chi phí thì mình có thể thoải mái trải nghiệm cũng như là thử. Và ngoài ra thì mình thấy rằng là bản thân mình có thể là sử dụng Race để làm như một cái công cụ để có thể đo các cái, tức là ví dụ như là thời gian mình cho với con như này, mình hoàn toàn mình có thể điểm lại được. Thế nó giống như kiểu là một cái chỉ số để mình có thể đánh giá để xem là mình chơi với con ấy, thì là nó được bao nhiêu và nó được chơi những cái gì. Thì đấy là một trong những cái mà mình thấy là Race cho lại mình những cái lợi thế như vậy. Có rất nhiều những cái thứ mà chúng ta chơi từ hồi nhỏ hoặc là chúng ta biết từ bé. Ví dụ như là một cái trò chơi dân gian chẳng hạn, hay là một cái trò chơi gì đấy mà mình đã chơi rất lâu rồi nhưng mình không nhớ luật được. Tất nhiên thì bây giờ mà đi tìm kiếm lại thì nó cũng rất là khó, mà cũng rất là ngại để mà đi tìm kiếm những cái thứ như thế. Cho nên là mình mở một cái app ra, mình nhìn thấy rằng à ok, tôi thấy được cả các cái bước chơi, tôi thấy chơi như này, mọi người là đang muốn là mọi thứ nó tiện lợi, nó hands-on. Thế thì Race nó là một cái thứ giống như kiểu là all in one ấy. Và mình nghĩ rằng là trong tương lai thì các bạn sẽ cập nhật các cái những cái thứ tương tự như thế và điều tốt hơn như thế. Thì và mình cũng biết rằng là các bạn đã có rất nhiều những kế hoạch để mà cải thiện Race, để đưa đưa các cái ứng dụng khác, không chỉ là mỗi về vấn đề trò chơi hay là kể chuyện lên Race, mà còn cả những cái vấn đề khác liên quan đến trẻ con nữa. Thì mình cũng nghĩ rằng là nó sẽ tiện lợi cho bản thân mình cũng như là các bố mẹ khác. Thì nếu mà mình cần cái gì thì mình có thể tìm kiếm hoặc mình có thể có được luôn cái đấy, thì đấy là một cái tiện dụng. Một trong những cái vấn đề đối với người lớn chính là ngại đi tìm kiếm các công cụ để mà chơi với trẻ con. Thì mình cũng rất là muốn là chia sẻ với tất cả các bố mẹ khác rằng là chúng ta cần phải cố gắng làm bạn với các con, bởi vì là một trong những cái mục tiêu của người lớn chính là làm sao để cho con trẻ có thể chia sẻ được. Bởi vì sợ nhất là chúng ta dạy con trẻ có những cái thứ mà chúng nó đang vướng mắc nhưng chúng nó không chia sẻ với mình. Thế thì nếu mà chúng ta làm bạn được với con trẻ thì khi mà chúng nó chia sẻ với mình thì mình sẽ biết cách để mà giúp chúng nó xử lý. Thế thì đấy là một trong những cái mà giải quyết được rất nhiều các vấn đề của tâm lý trẻ em hiện nay. Thì bản thân mình là bác sĩ thì mình hiểu rằng là đấy là một trong những cái giải pháp có thể nói là dự phòng tốt nhất để mà trẻ tránh được các cái vấn đề tâm lý cũng như là các cái sự việc đáng tiếc xảy ra trong thời gian gần đây.